Xuân Quỳnh cảm ơn quý vị khán giả vẫn giữ máy để tiếp tục theo dõi phần 3 của chương trình Tử Vi và Số Mệnh ngày hôm nay. Chắc là xin mời thầy Chi Đức tiếp tục chia sẻ về chủ đề của chương trình. Cảm ơn cô Xuân Quỳnh. Và kính thưa quý vị, trong phần thứ 3 này của chủ đề chúng ta sẽ không nói gì đến cái vận mệnh của nước Mỹ, bởi vì đất nước Mỹ của chúng ta đã được xác định là đời đời kiếp kiếp luôn luôn là một đất nước thành công và tốt đẹp nhất trên cái trái đất này. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta tin tưởng rằng là đất nước Mỹ luôn luôn là một nước thành công, bởi vì đây là một đất nước của Thượng Đế. Và vì tổng thống nào đã phải bước qua nhiều cái chông gai, nhiều cái sóng gió, thì sự thành công của vị tổng thống đó sẽ trở nên vĩ đại và lớn hơn. Kính thưa quý vị, chúng ta có chủ đề là thời vận của một con người và thời vận của một quốc gia. Thời vận của một con người là chúng ta có thể tựa vào cái lá số tử vi của mình, cái thời vận của mình tới điểm nào để chúng ta biết. Còn thời vận của một quốc gia thì là do thời vận của một vài người, có khi cũng là một người mà thôi, để làm cho cái sự thay đổi của một quốc gia của chúng ta. Ví dụ như cái thời điểm rất quan trọng cho đất nước của chúng ta, khi mà chúng ta có cơ hội để mà chúng ta phát huy, chúng ta có thay đổi, thì chúng ta phải nắm lấy cái thời cơ đó. Nếu không, thời gian nó qua đi rồi thì cái thời cơ nó sẽ không đến nữa. Chúng ta sẽ tiếc nuối vô cùng. Và chúng ta thì tất cả chúng ta đều là người Mỹ, gốc Việt Nam. Hồn của chúng ta đêm nằm ngủ những giấc mơ, mở mắt ra thì cứ nghĩ mình đang ở Việt Nam. Nhưng mà chúng ta có cái quốc tịch Mỹ, chúng ta hy vọng rằng là mọi sự làm việc của ông Tổng thống Donald Trump sẽ được tốt đẹp cho con cháu tương lai của người Mỹ trong tương lai, trong đó có con cháu của chúng ta. Và chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng là đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ được hoàn toàn tự do, thoát khỏi cái đất nước xã hội chủ nghĩa giống như là nước Đông Đức trong quá khứ. Và hiện tại nay thì chúng ta có Venezuela thì cũng đang chuyển mình, là bởi vì cái khuynh hướng quý vị đã rõ rồi, là những nước đảng cộng sản luôn luôn tìm cách giúp đỡ và cho vay để mà cho những nước nhỏ nhỏ trở thành nước xã hội chủ nghĩa, để mà phát triển cái lưỡi liềm cũng như là phát triển cái khuynh hướng của cộng sản toàn thế giới. Thế nhưng mà họ đã thất bại tại Phi Châu, hiện tại đang thất bại tại Venezuela. Và người Mỹ biết chắc chắn rằng là phát triển xã hội cộng sản, đường hướng cộng sản sẽ là hoàn toàn thất bại trên toàn thế giới. Trong quá khứ chúng ta đã thấy rồi, hiện tại nay thì Venezuela và ông Kim Jong-un, ông cũng thấy được con đường đó và ông đang cố gắng để chuyển mình và đang được ông Tổng thống Donald Trump giúp đỡ. Chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta có những cái bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã tới liên lạc với Bắc Hàn nói chuyện, và chúng ta gần đây chúng ta cũng có những cái sự liên kết gần gũi, họp thường xuyên, và ông Kim Jong-un cũng đã đi thăm Việt Nam vân vân. Tức là cái sự gần gũi, chúng ta có những cái vấn đề mà chúng ta tin tưởng rằng là đất nước chúng ta cũng có thể có những phương hướng nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Donald Trump để cho đất nước chúng ta chuyển hóa. Bởi vì trên mặt pháp lý của thế giới thì ông Tổng thống nước Mỹ không thể nào giúp cho một đoàn thể nào, một tổ chức nào, một cuộc cách mạng nào để lật đổ nước Việt Nam được. Cái đó là hoàn toàn trái với cái pháp lý của thế giới, mà chỉ có người tại nước Việt Nam, ví dụ như là ông nước Bắc Hàn, ông Kim Jong-un là người dẫn đầu của nước mình, có những cái thỉnh nguyện và trên vấn đề pháp lý của thế giới, người ta đến để hỗ trợ đất nước đó thay đổi, giống như Venezuela, Bắc Hàn và Đông Đức trong quá khứ. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái chuyển hướng đi từ từ, từ bước một, và chúng ta cũng kỳ vọng rằng là đất nước chúng ta sẽ thoát khỏi dưới cái chế độ cộng sản, và chúng ta sẽ có một cái đất nước có khuynh hướng như Tây Đức, Đông Đức hiện tại bây giờ, để có cái cuộc sống mà hoàn toàn tự lập, tự độc lập, tự do, để tạo nền hạnh phúc cho đất nước. Dạ thưa thầy, tiếp theo sẽ là phần giải đáp lá số tử vi của người một người khán giả nữ sinh ngày 20 tháng 10 năm 1948 vào lúc 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, người nữ này có mệnh mệnh hỏa đấy, nhưng mà thiên phủ hỏa thổ, thì đây là người đàn bà này là một người đàn bà sinh ra đời nha, có mệnh thiên phủ, và thân của người nữ này
thì có mệnh liêm tham ngũ hóa lộc. Đây là một người đàn bà buôn bán giỏi lắm, tháo vát lắm, mà có sức khỏe nhưng mà rắc rối về đường truyền tình cảm đấy nha. Người này tháo vát, liều lĩnh, giỏi, có tiền rất là sớm, nhưng sau đó mất hết tất cả, cái 42 tuổi trở đi thì mới làm lại, mới học lại các phương pháp, làm lại thành tựu cho đến ngày nay. Nha, đây là người phải trải qua một giai đoạn khủng khiếp nhất, đó là như vậy. Lấy chồng sẽ không có được như ý nha. Nhưng mà đây là người đàn bà giàu có, thất bại ở giữa nửa đường đời của mình, 42 tuổi chưa đi thì bắt đầu giàu có lại cho tới ngày hôm nay. Chúc bà may mắn. Dạ. Người nữ tiếp. Thưa thầy, tiếp theo là một người nam sinh ngày 10 tháng 4 năm 1994 vào lúc 12 giờ 42 sáng và sinh tại Mỹ, thưa thầy. Ngày 10 tháng 4 năm 1994. Dạ. 94 thì 10 giờ mấy sáng? 10 giờ 12 giờ 42 sáng. 12 giờ 42 sáng. Dạ, và sinh tại Mỹ. Người này sẽ sinh vào giờ Ngọ. Người nam sinh vào ngày 10 tháng 4 năm 1994. Giờ Ngọ, người này có một định mệnh, số mệnh Thượng Đế đã sắp xếp như sau. Đây là một người phải nói rằng là tương đối giỏi. Học giỏi đấy, nha. Sẽ học giỏi đấy, sẽ ra trường, sẽ có bằng cấp nha. Nhưng mà người này sau này chỉ có cái nhức đầu là lấy một người vợ dở lắm nha. Lấy một người vợ dở lắm, và cuộc đời của người này sẽ có bằng cấp, sẽ có đi làm về, có hưu. Cuối đời của người này sẽ có tiền bạc, có sự thành công, có sự giàu có. Nhưng mà đường vợ là đường khó lập gia đình lắm nha, khó lập gia đình lắm. Và người này được con cái rằng là biết nghe lời cha mẹ nha, biết nghe lời cha mẹ, không có hợp với bố đâu nha, chỉ hợp với người mẹ thôi. Sự lực người này cuối đời là cái người tương đối khá thành công, có việc làm vững vàng, về hưu tốt đẹp. Chúc may mắn. Dạ. Tiếp theo là một người nữ sinh ngày 25 tháng 4 năm 1969 vào lúc 6 giờ sáng. Ngày 25 tháng 4 năm 1969. 69. Dạ, vào lúc 6 giờ sáng. 69 lúc 6 giờ sáng. Dạ. 6 giờ sáng, 5 giờ tới 7 giờ sáng. Kính thưa quý vị, thường thường á, tôi gặp được người đến xem số đó thì tôi rất là cẩn trọng vấn đề mà giờ giấc và xem tướng. Tuy nhiên như chúng tôi đã trình bày, vì thời gian chúng ta không có để mà chúng ta đi vào sâu được, nhưng mà nhận được cái giờ như thế nào thì tôi trình bày như thế đấy. Đây là một người nữ mà rất là giỏi nha, rất giỏi, có bản lãnh thành công đấy nha, có bản lãnh và thành công đấy. Người này phải nói rằng là vì giỏi quá, tự mình vào những cái công việc khó khăn vào trong gai thôi nha. Sẽ có chồng, có con, thành tựu, đến cuối đời của mình là người sẽ thành tựu về tiền bạc, chức phận, cái gì cũng thành công hết. Đây là một lá số rất tốt, chúc may mắn. Quý vị khán giả thân mến, bây giờ sẽ là một vài phút quảng cáo thương mại.